tưởng thứ bảy chủ nhật miễn phí vé nó hơi nhiều vậy. Không, tôi nghĩ là không có miễn phí vé đâu anh. Miễn phí à. Nhớ rồi. Này cái tòa he kìa. Ồ, cá mực ghê luôn. Thôi ăn cái tôm đi, ăn đi. Đi. Nó khô luôn đi. Ôi ơi, tránh nhau kìa. Hôm nay em nhìn. Nhìn kìa.
Tôi từ cái nắp đừng rơi xuống nha. Đói lắm rồi. Con lớn nó dành ăn với con nhỏ. Có thấy nhiều điều nhỏ. Cho mấy con ngoài nó không có dịp đi vô vòng trong. Không, em thấy nó bơi theo quy luật mà nó bơi vòng tròn để được phân phối đều thức ăn mà. Ừ. Cứ giải một cỡ thôi. Ôi con này nó đang ăn quá. Cười chưa? Ui. Ồ, quá dữ luôn rồi. Nó chạy hết luôn rồi. Nó chạy. Ủa, nhanh vậy? Mua thức ăn cho cá 2.000 một chai. Con nó quậy vậy. Có giữ cái hồi đấy. Có giữ cái chịu thử. Đúng. Ủa giữ này giữ lại.